Dạ vâng, đứng ở phía sau luôn nha chú Phương ơi. Ừ. Anh Trương đẹp trai. Đẹp phải không? Đẹp không? Rồi tiến lên. Rồi hôm nay là lần thứ hai Thanh Phong, Minh Phong trở lại sân khấu của hội quán ở Thanh Bình Dường. Bây giờ con chào bà con quán ha, con đã mạnh dạn rồi. Giờ chú vừa với lại cô Dung sẽ nhường sân khấu cho con để con giao lưu và con hát phục vụ quý bà con cô bác ha. Dạ. Yeah. Dạ bà con bác cho bé Minh Phong một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn rất nhiều. Nhỏ này hát hay lắm nè. Thanh đây chú cầm thật. Rồi con đứng đây ha. Rồi đứng yên vị đây nha. Rồi giao lưu đi con. Dạ con chào quý vị khán giả trong buổi đêm qua sân Việt Trường ngày hôm nay. Con tên là Lê Minh Phong, con học lớp 3A trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Và sau đây con xin gửi đến các cô chú quý vị khán giả một bài hát về mang tên Chị Hai của nhạc sĩ Minh Vi. Thank you.
khỏe. Cảm ơn bà con bác nha con. Cảm ơn quý vị khán giả đã tặng hoa. Tặng hoa cho con. Để con cảm nhận được cái tình cảm của bác dành cho con không? Con cũng cảm nhận được là những sự tình cảm của quý vị khán giả yêu thương và dành tặng cho con đến buổi đêm nhạc Bao Sông Chiều ngày hôm nay. Nhiều không? Ước lượng khoảng được bao nhiêu ký? Tính ký thì được khoảng bao nhiêu ký tình cảm? Khoảng bao nhiêu ký? Chắc khoảng 10 ký hả? 30 ký tình cảm bà con bác đã dành cho bé Phong. Dạ, cảm ơn bà con bác rất là nhiều. Dạ, bà con bác có muốn nghe bé Phong hát nữa không ạ? Dạ. Và sau đây con xin gửi đến các cô chú cùng bài học của con. Bài học gửi đến các cô chú bài hát được mang tên Giấc Ngủ Đầu Nôi. Giấc Ngủ Đầu Nôi hả? Bài học tên gì? Yep. Bài học của con tên là Bảo Châu. Rồi, rồi mời bé Bảo Châu ra nha. Bữa nay là cặp song ca của hai bạn cùng lớp, bé Bảo Châu và bé Minh Phong. Dạ con biết nữa. Chú cầm micro cho con uống.